Và sau đây Hùng Hào xin gửi đến lời cảm ơn tất cả quý vị gần xa kính mến. Và sau đây Hùng Hào có hai người bạn cùng song ca với Hùng Hào một bài hát Căn Nhà Ngoài Ô. Xin cho một tràng pháo tay, xin cảm ơn. Căn nhà nhỏ có hoa thơm cháy, cận kề lối xóm có cô bạn thân, xóm hôm lo xanh đẹp, hai đứa chưa ước nguyện lấy một câu, chưa nghĩ đến mai sau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Khi hiểu được nhau, thời gian gần gũi đã qua đi mất rồi. Nào còn những phút hai hoa vườn trắng suốt đêm chung tiếng cười. Tôi đứng theo tiếng gọi những người trai tha thiết với tương lai. Quen xa ánh sáng đô thành, xa người em nhỏ lên đường tầm trinh. Là chính nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ và yêu không bên bờ. Niệm cuối là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy nàng. Tìm em giờ tìm ở đâu, sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng này là nữ cứu thương nơi chiến trường. Gần kề sóng gió, biết sao nàng vui dân thân trên bước đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, nghe buốt giá con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình hai đứa sẽ còn gặp nhau. Gian gần gũi đã qua đi mất rồi. Nào còn những lúc hai hoa vườn trắng suốt đêm chung tiếng cười. Tôi bước theo tiếng gọi của người trai tha thiết với tương lai.
tôi xa ánh sáng phố phường, xa người em nhỏ lên đường tầm trinh. Là chính nhân tôi bạn với sông hồ, tình yêu em tôi nguyện mãi tôn thờ và yêu không bên bề. Niềm tình là một ngày mai non nước chung một màu cờ. Rồi hôm nào tôi về ghé thăm nàng, ngoài ô đây con đường tắm trăng vàng, mà sao không thấy tìm em. Giờ tìm ở đâu sao không gắng đợi chờ nhau. Tôi hỏi người quen, nàng nay là nữ cứu thương nơi chiến trường. Thậm ngàn sóng gió, biết sao nàng vui dân thân trên đường. Tôi đứng nghe gió lạnh giữa màn đêm, nghe buồn giá con tim. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình ba đứa sẽ còn gặp nhau. Em ơi, trái đất vẫn tròn, chúng mình ba đứa sẽ còn gặp nhau. Em vẫn tròn, chúng mình ba đứa sẽ còn gặp nhau. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Một phần tam ca cũng khá là ăn ý, phải không quý vị?